Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Châu Đoàn Phát chia sẻ bí quyết ghi bàn vào lưới đội Phút San Cộng Hòa Séc. Với bàn thắng vào lưới đội tuyển Phút San Cộng Hòa Séc, cầu thủ trẻ 21 tuổi Châu Đoàn Phát có trận đấu thứ hai liên tiếp ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu vòng múc Phút San 2021 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9. Nga, Việt Nam 0 giờ ngày 23 tháng 9, Venezuela, Morocco 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9. Brazil, xếp thứ ba bảng BEF 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9, nhất bảng F, nhì bảng E 0 giờ ngày 24 tháng 9. Ca Đắc Tăng, Thái Lan 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, Uzbekistan, nhì bảng F 0 giờ ngày 25 tháng 9. Bồ Đào Nha, xếp thứ ba bảng AF 0 giờ ngày 26 tháng 9. Nhất bà nghe, Cộng hòa Séc tối qua, ngày 19 tháng 9, đội tuyển Phút San Việt Nam hòa 1, một trước Cộng hòa Séc. Phút 35, Châu Đoàn phát mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên chỉ một phút sau xe xe ta giúp Cộng hòa Séc quân bình tỷ số. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, nhờ kết quả này tuyển Phút San Việt Nam đứng thứ ba ở bảng D sau 3 lượt trận, giành 4 điểm đội tuyển Việt Nam chắc chắn nằm trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng. Qua đây là lần thứ hai liên tiếp, đội tuyển Futsal Việt Nam vượt qua vòng bảng tại World Cup, đó được xem là kỳ tích đối với các đội bóng châu Á. Trận hòa của đội tuyển Futsal Việt Nam trước Cộng hòa xét khiến nhiều người bất ngờ bởi trước trận đấu, đối thủ tới từ xứ Pha Lê được đánh giá cao hơn hẳn. Hai đội tranh nhau 25 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, dẫu vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã chơi chặt chẽ, không e ngại đối phương. Cộng hòa xét dứt điểm nhiều nhưng đa phần ra ngoài, họ không tạo ra quá nhiều thách thức với thủ thành Hồ Văn Ý, người vẫn tiếp tục phong độ xuất sắc với các pha cản phá. Bắt bóng chắc tay, đội tuyển Phút San Việt Nam sút ít nhưng các cơ hội ghi bàn rõ ràng hơn. Một trong số đó đã được châu đoàn phát tận dụng thành công ở phút 35 đưa tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước. Có thể nói bàn thắng của châu đoàn phát đã mở toang cánh cửa cho đội tuyển Phút San Việt Nam đi tiếp. Chia sẻ sau trận đấu, người hùng châu đoàn phát cho biết em rất vui khi ghi bàn thắng giúp đội tiến vào vòng Phút San 2021. Bàn thắng này em xin dành cho người hâm mộ quê nhà và gia đình, các cầu thủ Futsal Việt Nam chơi tự tin, chặt chẽ trước Cộng hòa Séc. Trận đấu diễn ra giống như một cuộc chiến giữa hai đội bóng ngang tầm. Sở dĩ tuyển Việt Nam thể hiện được như vậy, bởi các cầu thủ có niềm tin vào bản thân. Trước mỗi trận đấu, em luôn đặt ra mục tiêu chơi hết mình, chỉ cần nỗ lực hết sức và sau đó đón nhận kết quả. Cầu thủ 21 tuổi của tuyển Futsal Việt Nam chia sẻ thêm. Trước trận đấu với Cộng Hòa Séc, chúng em có một chút lo lắng, nhưng khi vào trận mọi lo lắng đều tan biến, chúng em không sợ đối thủ. Nói về khoảnh khắc khó khăn nhất với Cộng Hòa Séc, Châu Đoàn Phát cho biết, thời điểm khó khăn nhất trong trận đấu với Cộng Hòa Séc là khi đối thủ chơi Power Lay, họ dâng đội hình và bao vây đội tuyển của chúng ta. Cộng Hòa Séc rất quyết tâm giành chiến thắng, chỉ là họ không thể làm được. Thẳng thắn mà nói nếu không có sai lầm của cầu thủ Phút San Việt Nam, Cộng Hòa Séc đã không tìm được bàn gỡ hòa và hoàn toàn có thể thất bại. Ở trận thắng 3, 2 trước Panama 3 ngày trước, châu đoàn Phát cũng đã ghi một bàn thắng vào lưới của đội bóng đến từ châu Mỹ. Điểm chung trong các bàn thắng của cầu thủ số 4 đội tuyển Phút San Việt Nam là được thực hiện với lực sút rất mạnh. Chia sẻ bí quyết tạo nên một cú sút uy lực, hạ gục đối thủ châu đoàn Phát cho biết, tất cả là do tập luyện. Những buổi tập luyện hàng ngày sẽ giúp chúng ta cải thiện được lực sút tốt, những cú sút của em cũng vậy, nhìn lại vòng bảng, đội tuyển Phút San Việt Nam đã có một hành trình tuyệt vời. Châu đoàn Pháp cho rằng chính sự đoàn kết của toàn đội đã tạo nên sức mạnh để các cầu thủ chiến đấu. Tuyển San Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn khi đối đầu với Nga, Hạo Minh.